ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Kính Song Thành mở điểm đao bần dưới 4, trở thành phim có thành tích kém nhất của Lý Dịch Phong trong 14 năm qua. Mới đây, bộ phim truyền hình Hoa ngữ Kính Song Thành chính thức mở điểm đao bần sau gần một tháng lên sóng. Bộ phim có sự góp mặt của hai diễn viên Lý Dịch Phong và Trần Ngọc Kỳ. Thời điểm chưa lên sóng, Kính Song Thành nhận được nhiều kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều thành tích cao trên các bảng xếp hạng. Tuy nhiên, điều đáng buồn rằng kể từ khi ra mắt, hiệu ứng của phim không được như kỳ vọng ban đầu. Khán giả để lại nhiều bình luận chê bai thậm tệ, thậm chí nhận bão một sao. Dựa trên 25.000 lượt đánh giá, Kính Song Thành nhận điểm đao bần 3.8, điểm số dưới mức trung bình. Các con số cụ thể như sau: 5 sao chiếm 1.9%, 4 sao chiếm 11.6%, 3 sao chiếm 12.1%, 2 sao chiếm 24.2% và 1 sao chiếm 50.2%. Như vậy, đánh giá 1 sao chiếm tới hơn một nửa, cho thấy rõ phản ứng của khán giả khi theo dõi bộ phim. Với điểm đao bần mở màn khiêm tốn này, Kính Song Thành ghi tên vào danh sách phim flop thảm hại trong năm 2022. Nhìn chung, khán giả nhận định rằng Kính Song Thành trở thành bom xịt trong năm 2022 dựa trên nhiều yếu tố như nội dung phim sửa đổi quá nhiều so với tiểu thuyết gốc, nhịp phim kéo dài lê thê, tình tiết nhàm chán nhạt nhẽo. Một vài bình luận của khán giả trên đao bần: xem xong tập phim tối nay tôi không còn ôm kỳ vọng nữa, hóa ra đây là phim thần tượng cổ trang. Tôi không ngờ quyển tiểu thuyết này lại có thể làm thành phim thần tượng cổ trang được, xem được 5 tập rồi. Trời đất ơi, từ trang phục đến tình tiết trong phim đều làm không ra màu cổ trang, không có một chút chân thành trong việc làm phim. Kỹ năng diễn xuất của Lý Dịch Phong tôi thật không muốn phàn nàn thêm nữa, không có chút tiến bộ, thật sự xem không hiểu tình tiết trong phim, không có logic, cũng chẳng biết biên kịch muốn diễn đạt điều gì. Mạch tình cảm chỉ toàn thể hiện qua lời nói, gượng gạo đến chết đi được, toàn thân ai nấy diễn, diễn nhìn như mấy người gỗ, xem xong còn phải đi khám mắt. Ngoài ra còn rất nhiều bình luận khác đồng quan điểm, cho rằng nội dung phim quá khác so với nguyên tác, tình tiết phi lý, kỹ xảo, rẻ tiền, diễn viên không có kỹ năng diễn xuất. Thậm chí, nhiều người còn đánh giá Kính Song Thành là bộ phim tệ nhất mà Lý Dịch Phong từng đóng trong suốt 14 năm trong nghề. Kính Song Thành vốn là bộ phim nói về tranh đấu giữa các tộc các nước, nhưng khi lên phim lại trở thành tác phẩm tình yêu ngược luyến tàn tâm. Bên cạnh đó, không thể bỏ qua các yếu tố về diễn xuất như hai diễn viên chính không có hồn, không có chemistry, chưa thực sự hòa mình vào vai diễn, nhan sắc chưa thực sự phù hợp. Không qua khi nói rằng Kính Song Thành là bộ phim có điểm đao bần thấp nhất của Lý Dịch Phong từ khi vào nghề. Đến thời điểm hiện tại, nhiều khán giả đã không đủ kiên nhẫn để ở lại theo dõi bộ phim được nữa. Còn bạn, ý kiến của bạn về bộ phim Kính Song Thành như thế nào? Tiêu Chiến tuyên bố hợp tác lần thứ 5 với Tình Tin Đồn, liệu có bị yêu hụt như những lần trước? Mới đây, Sina vừa cập nhật tin tức về nam diễn viên Tiêu Chiến sẽ chuẩn bị tham gia một dự án mới trong thời gian tới. Bộ phim mang tên Giấc mơ của biển cả. Đây là dự án phim thời dân quốc, lấy bối cảnh ở Bắc Kinh vào những năm 1970 và kể về câu chuyện đầy cảm hứng của một nhóm thanh niên lớn lên, theo đuổi ước mơ và đấu tranh. Nam chính là một nhân vật hết lòng vì tình yêu và lẽ phải. Anh luôn nỗ lực hết mình để mọi người xung quanh có cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh và những người anh em tốt của mình đã trải qua các giai đoạn như thi vào đại học, khởi nghiệp, đi du học và bước vào chiến trường. Từ đó, họ tìm thấy ý nghĩa của cuộc đấu tranh trong quá trình tương trợ lẫn nhau. Kể từ khi thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội, ngôi sao Trần Tình Lệnh liên tục trở thành tâm điểm chú ý của giới mọc phim cổ trang Hoa ngữ. Một điều đặc biệt là trong dự án này, Tiêu Chiến đảm nhận vai nam chính, hóa thân vào hình tượng nhân vật từ 20 đến 40 tuổi, nghĩa là nam diễn viên sẽ phải thể hiện tròn vai kể cả thời thanh niên trẻ cho đến khi đến độ tuổi trung niên. Giấc mơ của biển cả được xem là một bước ngoặt mới trong sự nghiệp diễn xuất của Tiêu Chiến. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên mà Tiêu Chiến đóng phim thời dân quốc. Lý do nữa là anh sẽ phải hóa thân vào nhân vật xuyên suốt các giai đoạn từ năm 20 đến 40 tuổi. Theo như thông tin tiết lộ thì tác phẩm Giấc mơ của biển cả sẽ còn có sự tham gia của nữ diễn viên Lý Thấm, người sẽ đảm nhận vai nữ chính, nam diễn viên Trương Vân Long và Huyên Nhận Tư đảm nhận vai nữ thứ. Sắp hợp tác cùng nhau trong bộ phim Vùng biển trong mơ, Tiêu Chiến và Lý Thấm được đánh giá là cặp trai tài gái sắc tương xứng và đẹp đôi. Cả hai nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ từ 2 năm trước. Được biết, cặp đôi đình đám này sở hữu lượng fan đông đảo, trong đó nhóm người tích cực, đẩy thuyền cũng không hề kém cạnh. Mới đây, sáng ngày 7 tháng 2, các blogger đưa tin Tiêu Chiến và Lý Thấm hiện đang bí mật hẹn hò với nhau. Ngay sau đó, phòng làm việc của Tiêu Chiến đã đăng bài phủ nhận tin đồn hẹn hò của cặp đôi. Đáng chú ý,
Sina từng đưa tin cả hai đang có một dự án hợp tác chung mang tên Vùng Biển Trong Mơ, vì những dữ liệu trên mà tin đồn hẹn hò của họ được lan truyền trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Netizen đoán già đoán non, đây sẽ là cặp đôi phim giả tình thật, mở bát cho năm Nhâm Dần của màn ảnh Hoa ngữ. Theo đó, bên phía phòng làm việc của Tiêu Chiến lên tiếng phản bác lại tin đồn vô căn cứ, là tin giả, làm ơn đừng tung tin đồn. Được biết, Lý Thấm là một trong số những nữ diễn viên Hoa ngữ hợp tác nhiều lần nhất với Tiêu Chiến, khi số phim cả hai góp mặt chung là 4 phim, nhưng số lần nên duyên tình cảm của Lý Thấm và Tiêu Chiến lại đếm trên đầu ngón tay. Cặp đôi hợp tác từ điện ảnh cho tới truyền hình, với các tác phẩm Lan Địa Nờ Hạ, Thánh Dư Niên, Chu Tiên Một, Đấu Phá Thương Khung. Trong Thánh Dư Niên, Lý Thấm đảm nhận vai nữ chính Lâm Viễn Nhi, người có mối quan hệ tình cảm với nam chính Phạm Nhàn, Trương Nhược Quân. Còn Tiêu Chiến đảm nhận vai phụ Ngôn Băng Văn, người xuất hiện không nhiều lắm ở phần 1 của phim nhưng có vai trò quan trọng trong mạch truyện. Lý Thấm và Tiêu Chiến hầu như không có tương tác gì với nhau trong Thánh Dư Niên. Gần đây, Thánh Dư Niên đã xác nhận là sẽ chuẩn bị quay phần 2. Rất tiếc là cả Tiêu Chiến và Lý Thấm đều sẽ vắng mặt trong dự án lần này. Dự án cấp S Hậu Lãng chính thức khai máy, chốt đơn Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu vào vai chính. Đúng như dự đoán trước đó của nhiều trang đưa tin sáng ngày 10 tháng 2, ekip làm phim Hậu Lãng chính thức tổ chức lễ khai máy, nằm trong top phim trọng điểm năm 2022. Vì vậy, từ khi thai nghén, bộ phim Hậu Lãng đã thu hút rất đông sự quan tâm của cư dân mạng, đặc biệt là dàn diễn viên tham gia trong phim. Trước đó, ekip đã công bố Triệu Lộ Tư nắm chắc vai nữ chính trong phim. Tuy nhiên, nam chính của dự án cấp S này vẫn là một ẩn số, có rất nhiều cái tên được netizen đồn đoán, song tất cả vẫn chỉ là lời đồn. Trong buổi lễ khai máy diễn ra tại Tô Châu, khán giả đã chính thức biết được đội hình góp mặt trong Hậu Lãng bao gồm Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu. Bộ phim được sản xuất bởi Diệu Khách Truyền Thông, Yuhu Media. Các diễn viên đã có mặt tại địa điểm tổ chức lễ khai máy từ sớm, ai nấy cũng đều căng tràn năng lượng và sự vui vẻ. Nữ chính Triệu Lộ Tư xuất hiện với diện mạo khá đơn giản và trẻ trung. Tuy nhiên, trong một vài khoảnh khắc trong gương mặt cô nàng khá mệt mỏi, có vẻ như do lịch trình làm việc dày đặc đã khiến cô ít có thời gian nghỉ ngơi. Và đây cũng là lần hiếm hoi Triệu Lộ Tư trông khá nền nã, im ắng. Nam chính La Nhất Châu xuất hiện điển trai, ngoại hình xứng đáng điểm tuyệt đối. Khán giả cũng kỳ vọng anh chàng sẽ nâng cao được kỹ năng diễn xuất, cùng với Triệu Lộ Tư làm nên một tác phẩm ăn khách trong năm 2022. Triệu Lộ Tư chia sẻ trong buổi lễ khai máy, như đã chia sẻ từ tối qua, tôi hy vọng mọi người có thể hoàn thành việc quay phim một cách an toàn và khỏe mạnh. Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ đạt được những tiến bộ và đột phá trong quá trình quay phim. Thật lòng cảm ơn tất cả mọi người. Năm mới vui vẻ. Sau hàng loạt vai nữ chính trong các dự án cổ trang lớn, Triệu Lộ Tư đã bắt đầu chuyển dần sang mảng phim xã hội, có chút chính kịch. Vì lẽ đó, nữ diễn viên nổi tiếng với các chiêu trò cọ nhiệt nay không dám có hành động gì quá lố, bởi vì đoàn phim có rất đông các đàn anh, đàn chị tên tuổi. Một trong những cái tên đáng dè chừng nhất chắc chắn là nam chính Ngô Cương, cũng là người giữ phiên một trước cả cặp Triệu Lộ Tư, La Nhất Châu. Triệu Lộ Tư đứng ngoài bìa chứ không center như các đoàn phim trước, im lặng lắng nghe đàn anh và bạn diễn phát biểu rồi chờ đến lượt. Hậu Lãng thuộc thể loại hiện đại, xoay quanh câu chuyện về thanh xuân lập nghiệp của giới trẻ. Nội dung chính của phim xoay quanh giấc mơ về y học cổ truyền của thế hệ trẻ tuổi. Nữ chính Tôn Đầu Đầu là một cô gái có tính cách kiên cường, thẳng thắn, thường xuyên bênh vực những người yếu thế. Tôn Đầu Đầu may mắn được một giáo sư chuyên ngành y học cổ truyền giúp đỡ và quen biết với con trai của giáo sư là Nhậm Tân Chính. Sau này cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn và tạo nên câu chuyện tình yêu lẫn sự nghiệp tuyệt đẹp cho chính mình.